sử dụng combo hai khẩu súng mạnh nhất khi tôi vác hai khẩu nâng cấp level 7 Famat quỷ dạ xoa và M1014 long tộc vào leo rank thách đấu và cái kết cầm sọt gun là phải bắn như con hổ. Clip giao tranh cực kỳ căng, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Anh em thấy, anh em biết tôi vừa làm gì đó không? Làm như vậy để lạc vào bằng cho dẻo tay anh em nhé. Mời đẻ, mời đẻ. Đấy, thì lâu ngày rồi thì tôi không bình luận. Thì ngày hôm nay tôi sẽ thấu hai cho anh em một đoạn như vậy thôi. Thì clip ngày hôm nay, nội dung clip ngày hôm nay thì mình sử dụng khẩu Famat X 3 chip và khẩu M1014 long tộc 3 chip để mình leo rank sân tôn nha anh em. Thì để tăng độ kịch tính cho video thì mình sẽ tạo cho anh em một cái mini game cho anh em chơi. Câu hỏi như sau, đó là trận này mình giết được bao nhiêu kill không headshot. Đấy, không headshot nha anh em. Anh em nhớ like, đăng ký kênh. Thì giải thưởng ngày hôm nay mình sẽ đăng nhập vào shop của mình và mua một con ác có súng nâng cấp, ba khẩu nâng cấp tặng cho anh em luôn anh em nha. Bên cạnh đó mình sẽ thông báo cho anh em một cái tin, đó là hiện tại shop của mình đang ít ba nạp thẻ mà mình giá luôn anh em nha. Tưng bừng khuyến mại luôn anh em ơi, cực kỳ phê luôn. Rồi, quảng cáo ngang đó được rồi anh em ơi. Thôi tôi bây giờ tôi sẽ chọn một con ác này. Đây, ác xéo 80% anh em này, để xem ác này có gì. À đu 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 đu, tôi thấy có khẩu. À M4A1 hoàng ngục anh em ơi. Hình như ác này bốn khẩu nâng cấp. À đây đây là bốn khẩu nâng cấp. M1887 level 7 này này. Đây đây, ngoài ra còn có khẩu M5 và M1014 long tộc nữa. À ác này ngon đấy chứ. Thì ác này mình sẽ xéo một giá 100 cho bạn nào trả lời đúng câu hỏi ngay hôm nay nha anh em. Ok, thì bây giờ tôi sẽ thử đăng nhập vào nick đó để show cho anh em xem chi tiết luôn nha. Đây đây đây, tôi đã đăng nhập được rồi anh em ơi. Thì đầu tiên ta sẽ vào kho súng để xem có súng gì đặc biệt luôn anh em nhá. Đây, vào bên dưới này để xem cho rõ này anh em này. Hay bốn khẩu nâng cấp anh em nhá, có UMP lông nhông 2-3 khẩu luôn anh em này. Thì trên màn hình đây là khẩu M4A1 level 7 anh em nhá. Khẩu này rất là ngon luôn anh em ơi. Ngoài ra còn khẩu M1887 level 7 này đó, hai khẩu level 7, có hai khẩu còn lại là level 2 và level 4. Đấy, M5 và M1014 này. Đấy, về kho đồ này anh em. Đấy, kho đồ thì 100 bộ anh em nhá. Có đồ bài đá này, nô bài anh em thấy chưa? Đó, có bộ lông nhông nữa. Thì ác này mình chỉ treo giá 100 thôi cho bạn nào nhanh tay và may mắn nhất. Ok, thì link shop mình để dưới comment và mô tả. Bây giờ mình vào clip thôi anh em ơi.
Ok, thì clip ngày hôm nay thì chỉ dừng tại đây thôi anh em nha. Và anh em cùng mình xem demo của video ngày mai. Video ngày mai cũng rất là hay luôn anh em nha. Nội dung clip của ngày mai thì mình bị kẻ bỏ ở bó của anh em nha. Đồng đội gãy hết, chỉ còn một mình tôi và tôi xử lý cần team lấy top 1 cực kỳ ghê luôn anh em nha. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi xem một đoạn clip nhỏ ở clip ngày mai anh em nha.